Đây là chợ đầu mối Cao Thắng, ngay cạnh chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Là chợ đầu mối, nhưng các cửa hàng giờ đây thưa vắng khách, và khách là những chủ đại lý cũng dè dặt hơn trong việc lấy hàng. Nói chung là nó bị ảnh hưởng nhiều chứ, vì khách đặt ít, rồi các chi phí thì nói chung là mình bán đắt lên thì cũng không được, vì cái túi tiền của người dân thì nó có hạn chế thôi. Mình bán đắt không được cho nên là ít khách dần đi chứ, không được như trước nữa. Người ta cũng đi mua ít hơn, nhưng mà hàng bọn em bán cũng bị chậm hơn. Nếu mà tính về thu nhập so với những năm trước ấy, là sang năm nay mới nửa đầu năm nay thôi, là bọn em thu nhập đã bị giảm đến một nửa. Còn đây là công ty chuyên xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản. Tình hình kinh tế khó khăn, doanh số xuất khẩu giảm 1/4, nhưng lượng công nhân viên giảm chỉ còn một nửa. Ở mức khoảng 150 người, để những người ở lại tăng ca, đảm bảo đời sống. Nhưng sự khó khăn không vì thế mà bớt đi. Tất nhiên, trong cái nền kinh tế chung của thế giới và của đất nước thì cái doanh số chúng tôi cũng giảm xuống và cái cơ cấu hàng chúng tôi cũng giảm xuống. Đồng thời như vậy là cái hiệu ứng để của khách đối với chúng tôi cũng giảm xuống. Từ đó chúng tôi cảm thấy rằng cần phải củng cố lại những mặt hàng chính và củng cố lại những cái công việc chính của chúng tôi. Về kinh tế hiện nay thì đồng tiền thì nói chung là không có giá trị. Và em thấy là mức thu nhập thế thì cũng vợ chồng em cũng có nhiều khó khăn. Chung là chi tiêu thì em cũng phải tính toán nhiều hơn. Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chỉ tăng rất nhẹ là 0,16% và 0,06% và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng đang trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc giảm lạm phát cũng khiến người dân dễ thở hơn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong quý 1, lượng doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, dừng hoạt động là khoảng 30%. Một lượng lớn người lao động vì thế cũng gặp khó. Tuy nhiên, bên cạnh cái việc mà kiềm chế lạm phát, nó còn có một cái mục tiêu là phải duy trì khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp, đặc biệt là cái khả năng doanh nghiệp làm ăn có lãi. Rõ ràng nếu một doanh nghiệp nào mà sản xuất mà cứ sản xuất ra lại phải bán theo cái giá thấp hơn cái giá thành thì đây là một thảm họa cho doanh nghiệp, bởi vì nó không cho phép doanh nghiệp thu hồi vốn có lãi và tiếp tục mở rộng kinh doanh. Chỉ sau vài vòng quay sản xuất như vậy là họ sẽ bị hết vốn và thậm chí phá sản. Như vậy, rõ ràng mục tiêu giảm lạm phát bước đầu đã có kết quả khả quan trong nửa đầu năm. Nhưng để tránh sự đình trệ của doanh nghiệp dẫn đến người lao động bị tác động, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần được hỗ trợ các chính sách một cách nhịp nhàng để duy trì hoạt động.